Dạ, xe của hai anh lắp đặt phụ kiện xong rồi đấy ạ. Xong rồi à? Vậy thì của anh hết bao tiền? Của anh hết 10 triệu ạ. Gì 10 triệu ạ? Rồi, sao đắt đâu ơi? Sao đắt thế em? Bình thường anh thay đèn dưới gầm là hết có 5 triệu thôi mà. Sao thay mấy cái bóng đèn hết tận 10 triệu là sao? Anh ơi, anh cứ bình tĩnh đã. Bên em ấy thì tính tiền theo độ đẹp trai. Mà đẹp trai cỡ như anh thì phải 10 triệu anh ạ. Hay là anh cảm thấy là anh chưa đủ đẹp trai thì thôi em giảm còn 5 triệu cũng được. Cái gì? 5 triệu á? Cỡ như tôi mà cô lấy 5 triệu á? À, ý cô nói tôi xấu đúng không? Cô thu đủ 10 triệu thôi. Đấy, cầm đi. Dạ em xin ạ. Em chào anh ạ. Cô hết bao nhiêu em? Dạ xe của anh thì cũng lắp đặt phụ kiện giống như xe của anh kia. Thế nên là cũng hết 10 triệu ạ. Cái gì? 10 triệu ạ? Này, cô thật không biết điều rồi đấy. Ôi, anh ơi, anh cứ bình tĩnh. Có gì em sẽ bớt cho anh. Bớt bớt cái gì? Cầm lấy, 20 triệu đấy. Cái cớ dung nhan như tôi mà cô lại tính tiền bằng cái thằng kia. Này, lần sau ấy, nhìn kỹ cấu hình này tính tiền nhá. Em nhớ rồi ạ.